hãy ấn nút subscribe đăng ký kênh để đón nhận những video mới nhất của mình. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn. Hôm nay mình rỗi rãi buổi chiều sau những ngày Tết ăn nhiều món quá. Hôm nay mình sẽ giới thiệu ở nhà chú Thăng, mời mấy anh em tụ họp làm một tí thịt trâu xào lá lốt ở tại nhà chú Thăng. Mình mang cái bếp này, cái bếp kiểu như này các bạn có biết rồi, bếp xèo và thịt trâu để cả tảng như này các bạn. Đây là khoảng tầm 3-4 cân gì đây, cứ để cả tảng này xéo ra, xèo ra, thái mỏng ra. Nên bắt đầu là mình sẽ thả vào cái đây xèo. Nguyên liệu xèo của nó là gồm có dầu hoặc mỡ các bạn nhé, hạt tiêu rắc đều lên, sau đó là bột nghệ, mật ong và quan trọng nhất đó là nước tỏi, trâu tỏi vào gừng mà. Đấy, nước mắm tỏi tưới lên, lật đi lật lại vàng khè là cứ thế là chén, làm đơn giản mộc mạc này. Nhưng mà nó thật các bạn là cực kỳ tuyệt vời luôn. Đấy, các bạn là có thể là ăn kèm lá lốt mấy cái món này, món này khoái khẩu của đàn ông mà hầu như là phụ nữ hoặc ai cũng thích cái món này thôi. Đấy, bạn có thể lấy lá lốt quấn vào. Bây giờ mà cho lá lốt vào thì nó sẽ bị cháy, nên là bạn cứ xèo thịt trâu nó chín vàng đi, sau đó mình cuốn lá lốt vào sau. Thì tiến hành là chấm với nước mắm tỏi hoặc là chấm với nước tỏi chanh ớt vân vân, đấy thì món khẩu vị của mỗi người. Làm đơn giản các bạn ạ, không phải bày vẽ gì cả, không phải ướp nước gì cả, cứ để thịt trâu cả tảng thịt trâu tươi. Đấy, đây mình thái vẫn hơi dày các bạn nhé, đấy mình các bạn thái mỏng thả vào. Làm đơn giản này thôi, mà xin lỗi các bạn, nó là tuyệt vời luôn, tuyệt tình công các bạn. Chúc các bạn là thành công, và khi nào mà các bạn làm kiểu này ngon thì comment ở dưới cho mình nhé. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn, năm mới chúc các bạn thành công, mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc. Xin chào các bạn. Viên ơi, Viên chế luôn bát tỏi ớt đi. Bát tỏi ớt để chấm xèo. Em điều kiện cho bác nó tân cái mới phải chi nữa tinh khả mới chìm nhận qua bước mới phải xa với à vài nơi phai mà em nó cá hà mới khảy chén mới phải thuốc tay mà mới làm gì mới chỉ đấy cơ mến nó lão nhiều bắt đầu để khe như bản bán mà bởi thâu mình để thất phất mình nó đến nhiều cá mà còn phải chỉ là nước vài khổ cá ở đây là xào thì đây chẳng ở đấy chỉ phải à phai thứ nhất là vì non mà chỉ nó cắn nè biết đâu mà chín nhường thứ hai cao từ cao mới mới hạt củ cao của mỹ hay cái cá này hay cái em phải thốt ngân mới có lẩu ăn đi thôi. Nông ăn thịt trâu là lốt đấy. Còn người người dùa đào lông má, bông bị nóng lên thả lên. Rượu thì có mỗi chén bằng này thôi. Cháy nha con. Bà tan là cái đường dọc. Nông ăn thịt trâu là lốt đấy. Còn người người dùa đào lông má, bông bị nóng lên thả lên. Rượu thì có mỗi chén bằng này thôi. Cháy nha con. Bà tan là cái đường dọc. Mời anh đến rượu đầu xuân nha. Cái nào mình phải thả mau đấy, nó vẫn thở cái nó là quay là cho nó lại một chiêu. Thôi thì tối anh không có thả được chứ. Nó cái o mà nó ra cái o nó ra tạm quản cái này. Đúng tạm nó có cái bàn cái gì một chiêu chứ. Còn nó là hàng thành công nữa. Châu trọi Hồng Thái các bạn. Mời anh đến chiều đầu xuân nha. Cái nào thả mau đấy, nó vẫn thở cái nó là quay là cho nó lại một chiêu. Thôi thì tối anh không có thả được chứ. Nó là cái o mà nó ra cái o nó ra tạm quản cái này. Đúng tạm nó có cái bàn cái gì một chiêu chứ. Còn nó là hàng thành công nữa. Mày có nghĩ chưa? Ngon đấy.
chuẩn chuẩn luôn, chuẩn. Ô, vừa chọi Hồng Thái về mà. Châu chọi Hồng Thái các bạn.